Hello mọi người nha. Thì ở rành cá sấu. Thì ra là vậy, mình mới vừa bị tuột xuống. Hello mọi người. Long đã trở lại rồi đây. Và bây giờ thì đã đến lúc để đi săn rồi mọi người ạ. Cùng đi săn thôi. Hỏi cái bọn survival. Bữa nay cầm cái cây gậy bóng chày của bà Renny. Đi đi đập đầu từng đứa một. Có vẻ như mình không thể thắng được mấy mấy người này rồi, mấy người này là họ có cách chơi hết rồi.
Mình không thể để cho mấy người này thắng được. Nó ra ngoài kịp rồi. Định chạy trốn ta sao? Không dễ như vậy đâu. Gậy bóng chày của Renny. Không dễ vậy đâu. Thà là ta để cho hòa chứ không có để cho thắng được. Hòa chứ không được. Sẽ không để cho các người thắng. Xưởng vũ khí dạ hương con này nữa, hai con y tá. Chuyện này quá đơn giản.
Mày nghĩ sao vậy hả y tá? Em nghĩ là em phải chạy thoát được sao? Con Hương Sư sẽ là người đi cứu. Bắt Hương Sư trước. Ủa, nó chạy đi. Trời ơi,
Vậy mà không trúng. Đâu có dễ gì chạy thoát được đâu. Trời ơi, mình mà bắt được con này chắc mình dần nó ra 8 mảnh đó.
Warren Wolf hả? Tưởng nó quay Wolf không à?
Mãi bây giờ mới có một trận thắng. Không để sống mi được đâu. Thắng rồi. Lên rank cá sấu trở lại rồi. Ráng để dành nhiều nhiều chút. Tao đã có ai nhìn được cái tên của bạn đó không? Tú bà U Mê Isa rồi U Mê Eli, hai này chắc chơi chung rồi. Lá đường cao tốc cấp bậc trên là mình phải bắt cái thằng tiền đạo với con nhỏ kia. Trời ơi, không trúng.
này thì Trung Quốc này. Chết đi. Không thể để cho các ngươi thắng ta được. Thank you.
gốc gốc lên cũng dễ thắng lắm sao? Ok, quay tới đây đủ rồi. Bye bye mọi người nha. Bye bye.